Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão cơn bão số 6 ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 19-100 giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Đến 1 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-60-75 giờ, giật cấp 11. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 107,4 độ Kinh Đông, khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 dưới 40 giờ. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh, phía bắc vĩ tuyến 11 độ Vĩ Bắc. Gió mạnh trên biển, đất liền trong 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía tây khu vực giữa biển Đông bao gồm vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6 mét, biển động rất mạnh. Từ chiều tối nay ngày 10 tháng 11, trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm nay ở Gia Lai, đắc gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1-5-2, 5 mét. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12 tháng 11 ở các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắk Nông, Lâm Đồng 100-150 mm, Bình Định đến Khánh Hòa 200-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk 100-200 mm.